Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất nhì thiên hạ trong cái năm 2025, năm Ất Tỵ. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để có thể nắm bắt được cái vận trình của mình, cũng như là tìm ra được những cái bước đi đúng đắn hơn trong tương lai. Quý vị thân mến, thì mỗi người sinh ra trong mình đều có một cái số mệnh khác nhau. Và ứng với cái thời vận, với cái số mệnh đó thì cũng sẽ có năm xuôi tháng hạn và những cái thời điểm gặp những cái may mắn. Tuy nhiên cái vận xuôi thì không phải là nó theo chúng ta đến cuối cuộc đời. Mà với mỗi người thì có lúc may, có lúc xuôi, có lúc hên, có lúc dở, đúng không ạ? Và trong cuộc sống cũng vậy. Có những con giáp thì nay khó khăn thì mai bỗng trở nên giàu có, đó là cái chuyện bình thường. Vậy nên các bạn hãy có một cái sự nhìn nhận khách quan về cái thực tại cuộc sống, cũng như là có những cái phán đoán chính xác để chúng ta có thể là vững bước trên cái con đường đầy chông gai, đầy khó khăn, nhưng lại đầy những cái trải nghiệm tuyệt vời này các bạn nhé. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay ấy, trong năm 2025 năm Bất Tỵ, thì có lẽ đó chính là những người tuổi Thân. Liên tiếp gặp 3 năm tam tai. Và trong cái năm 2025 năm Bất Tỵ thì đây là cái năm vừa thoát khỏi cái hạn tam tai. Những người tuổi Thân sẽ có những cái bước đột phá lớn. Đấy. Về con đường công danh sự nghiệp cũng được sự che chở của rất nhiều cái cát tinh, nên là có thể gặp được nhiều cái cơ hội để phát triển bất ngờ. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, với bạn bè, với cấp trên, với đối tác cũng khá là hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để mà sự nghiệp có những cái bước nhảy vọt trong thời gian tới. Trong năm 2025 năm Bất Tỵ thì chúng ta có cục diện là Tỵ Thân là lục hợp. Vậy nên là trong tháng có lục hợp quý nhân xuất hiện, lại có các cát tinh nó chủ về cái đường công danh sự nghiệp, nó tương trợ rất là mạnh. Vậy nên đây cũng là cái thời điểm thích hợp để cho những người tuổi Thân tập trung thực hiện hóa những cái tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Trong tháng này thì cái vận quý nhân nó cũng đang là vượng, nó mang đến cho những người tuổi Thân cái sự hậu thuẫn mạnh mẽ, chăm sự thì đều được thuận lợi. Những ai mà đang có ý định khởi nghiệp hay là chuyển đổi cái công việc, nếu mà đã có cái sự chuẩn bị kỹ càng, các bạn có thể tiến hành ngay trong những cái tháng đầu năm 2025. Các bạn cũng nên tranh thủ cái lúc vận khí nó đang vượng, nó đang lên, thì cái tỷ lệ thành công nó cũng cao hơn dự kiến. Có thể trong quá trình đó nó vẫn còn khá nhiều cái khó khăn, khiến cho các bạn đôi khi phải chùn bước hoặc là phải nghĩ đến cái tiêu cực ấy. Nhưng các bạn nên nhớ, vạn sự khởi đầu nan. Khi mà trải qua gian nan thì mới tôi luyện được cái bản lĩnh, cái sự quyết tâm của các bạn. Thì đây cũng chính là một năm mà có được cái cát tinh nó soi chiếu, nó dẫn đường chỉ lối. Vậy nên những người tuổi Thân hãy chủ động làm những gì mà các bạn mong muốn, miễn là chúng phù hợp với cái khả năng và các bạn đủ tự tin trên cái con đường mình đã chọn, thì dù ở bất kỳ độ tuổi nào thì các bạn cũng bắt đầu không bao giờ là muộn cả. Miễn là các bạn cần phải có sự quyết tâm cao độ và theo đuổi đến cùng. Trong cái năm 2025 ấy, thì nhiều cái hạng mục đầu tư mới nó cũng sẽ được triển khai. Các bạn cũng sẽ được giao cho những cái nhiệm vụ, đảm nhiệm những cái phần việc quan trọng, được nhiều người nể phục. Những cái thu hoạch hiện tại thì đều do các bạn tự mình tích lũy từ rất lâu trở về trước, nên là những cái thành tựu sẽ vô cùng là bền vững. Tuy nhiên, trong năm vẫn xuất hiện một vài cái hung tinh, nó cũng mang lại cái vận tiểu nhân quấy phá. Dù nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đến đâu đi chăng nữa thì những người tuổi Thân ấy, cũng khó tránh khỏi những cái khó khăn hay là những cái cạm bẫy nó bủa vây xung quanh mình. Có kể vì ghen ăn tức ở mà sinh ra cái lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại. Các bạn không nên tin người thái quá, mọi việc tự lực cánh sinh thì sẽ tốt hơn. Các bạn hãy coi cái thách thức, cái khó khăn là cái cơ hội để rèn luyện bản thân. Trong các tình huống phức tạp, có thể các bạn sẽ phải vất vả tìm cách xoay sở mới có thể kiểm soát được cái tình hình. Nhưng chỉ cần các bạn suy nghĩ linh hoạt thì mọi chuyện cũng sẽ tìm ra cái hướng giải quyết phù hợp nhất. Trong năm với những người tuổi Thân mà đang còn đi học ấy, thì cái ý thức tự giác trong học tập cũng được nâng cao.
Các bạn nên chủ động hỏi lại giáo viên những cái bài tập mình chưa hiểu để có được cái sự giải thích, hỗ trợ kịp thời. Điều đó sẽ giúp cho các bạn tiếp thu được những cái kiến thức nhanh chóng hơn. Nói chung ấy, cái công việc nó thuận lợi, vậy nên là cái vận trình tài lộc của những người tuổi Thân trong thời gian này cũng khá là ổn định và cũng có được những cái bước bứt phá vững vàng hơn trước rất là nhiều. Những người làm công ăn lương có cơ hội để ký kết được những cái hợp đồng nâng cao cái mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc là được đề xuất tăng lương với cấp trên cũng dễ được chấp thuận. Trong khi đó, những người làm kinh doanh buôn bán thì cũng được quý nhân nâng đỡ. Nó sẽ mang đến vài cái mối làm ăn khá là hời cho những người tuổi Thân. Nếu mà có ý định đầu tư thì các bạn có thể triển khai ngay trong những tháng đầu năm. Các đơn hàng đều được giải quyết một cách trôi chảy, công nợ thì thu về ổn định. Tiền trong tài khoản của các bạn được tăng lên khá là rõ ràng. Bên cạnh đó, cái cát thần này nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Thân tìm kiếm được những đối tác thuận lợi hơn trước. Nhưng để thuyết phục được cái đối phương ấy, thì có lẽ các bạn cũng sẽ phải tốn khá nhiều cái công sức. Nếu như mà cảm thấy cái việc mình làm là đúng thì các bạn cứ kiên trì mà theo đuổi, bỏ công bỏ sức ắt sẽ thu về những cái quả ngọt xứng đáng. Đừng có bỏ cuộc giữa chừng, kẻo lại phải hối tiếc các bạn nhé. Nói chung ấy, trong năm thì cái hung tinh nó vẫn còn ám tàng, nó nhắc nhở những người tuổi Thân cũng cần phải hết sức thận trọng khi mà hùn hạp vốn làm ăn hay là đầu tư hay là hợp tác, kẻo có dấu hiệu bị lừa gạt, phát sinh những cái tranh chấp nghiêm trọng. Trước khi tiến hành, các bạn cần dành thời gian để mà tìm hiểu cái biến động của thị trường cũng như là của đối tác làm ăn để tránh bị lừa lọc, lừa gạt các bạn nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng cần phải lưu ý tiền bạc kiếm được tuy nhiều nhưng các khoản thu chi nó cũng lắm. Vậy nên trong thời gian này nó cũng sẽ cần phải quý vị có một cái sự cân đối điều hòa. Nếu không ấy, nếu mà các bạn không có kế hoạch tài chính cụ thể phù hợp thì rất dễ là bị tiền mất tật mang. Tiền vào túi này thì lại đi ra túi kia. Vì vậy, để bảo vệ cái tài sản của mình đang có và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân quý vị nhé. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì nói chung ấy, công việc thuận lợi này, tiền bạc thì có này, cái vận trình tình duyên của những người tuổi Thân trong năm 2025 năm Bất Tỵ cũng khá là lý tưởng. Không có những mâu thuẫn hay là những cái xung đột nào quá lớn, mọi một vài cái xung đột nho nhỏ từ trước đó cũng được các thành viên trong gia đình giải quyết một cách kịp thời. Đấy, trả lại cái không gian bình yên vui tươi cho ngôi nhà của các bạn. Mối quan hệ vợ chồng, con cái, cha mẹ thì cũng được cải thiện đáng kể. Đặc biệt là trong thời gian này lại có nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa, đâm ra là cũng có nhiều tin vui về cái chuyện con cái. Thưa quý vị, cái vận đào hoa nó vượng, vậy nên là trong thời gian này những người độc thân thì đào hoa vượng phát, nhân duyên với những người khác giới thì khá là tốt đẹp, giúp cho các bạn dễ tìm được cái đối tượng ưng ý. Nếu mà đã có mục tiêu rồi thì những người tuổi Thân nên gì, chọn cái thời điểm thích hợp để bày tỏ cái tình cảm của mình, tỷ lệ thành công cũng khá là lớn. Dẫu vậy thì những người tuổi Thân vẫn nên biết cách tiết chế bản thân trong cách là thể hiện cái tình cảm của mình. Đôi khi các bạn hành xử khá là tùy hứng mà không quan tâm đến cái cảm nhận của đối phương. Cái điều này dễ gây sứt mẻ trong các mối quan hệ. Đó. Bên cạnh đó, các cặp đôi thì cũng đang trong giai đoạn mặn nồng của tình yêu ấy, thì cũng được cùng nhau trải nghiệm những cái hành trình lãng mạn thú vị bên nhau. Cũng có thể trong cái khoảng thời gian này thì hai bạn dễ tính đến cái chuyện hôn nhân trong năm 2025 năm Bất Tỵ. Bên cạnh đó, cái sức khỏe thì cũng khá là tốt, đúng không ạ? Được cục diện là lục hợp nó che chở. Vậy nên những người tuổi Thân cũng khá là dồi dào về sức khỏe cả thể lực vẫn lẫn tinh thần, không gặp phải cái trục trặc nào quá nghiêm trọng. Cái tinh thần thoải mái nó cũng là một trong những cái yếu tố quyết định đến cái sức khỏe của những người tuổi Thân. Dù công việc có áp lực hay là khó khăn thì bản mệnh cũng đừng để nó ảnh hưởng đến cái lối sống sinh hoạt khoa học của mình các bạn nhé. Tuy nhiên vì cái thời tiết nó có sự thay đổi thất thường nên là
trong năm ấy, quý vị vẫn có những triệu chứng là cảm cúm hay là những cái bệnh theo mùa vân vân. Ngoài việc chú ý chăm sóc tốt bản thân, các bạn cũng nên dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của những người thân trong gia đình, nhất là những người lớn tuổi và trẻ nhỏ các bạn nhé. Vậy nên trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng. Theo tuổi của gia chủ, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong cái năm 2025 năm Bất Tỵ. Xin được chúc mừng những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong năm 2025 năm Bất Tỵ cũng là một cái năm mà có những cái chuyển biến tích cực đối với những người tuổi Mùi. Trong thời gian này, những người tuổi Mùi có một cái năm làm việc khá là hăng say và phát huy cao độ với những cái lợi thế mà mình đang có. Cái cục diện tam hội là Tỵ, Ngọ, Mùi nó cũng sẽ mang lại cho những người tuổi Mùi một cái sự thuận lợi nhất định trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Nói chung, năm 2025 cũng là một cái thời điểm thích hợp để cho những người tuổi Mùi lên kế hoạch cho những cái chặng đường tiếp theo. Sau cái giai đoạn thử nghiệm ở những cái tháng đầu năm. Đấy. Nói chung, các bạn cũng nên đánh giá lại những cái mình đã đạt được và chưa đạt được. Từ đó có những cái điều chỉnh phù hợp cho cái công việc của mình. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì năm 2024, năm Giáp Thìn, nó cũng đã bước vào cái quý thứ 3 rồi. Đấy. Cái điều đó cho thấy là các bạn cũng cần phải có một cái kế hoạch chi tiết rõ ràng trong cái sự nghiệp cá nhân trong cái năm 2025 để không lãng phí cái thời gian cho những cái việc vô bổ nữa. Các bạn đừng quá lo lắng, những cái vấn đề mà chưa hiểu rõ cũng sẽ sớm muộn có người giải đáp và chỉ điểm để các bạn biết mình nên phải làm gì để có một cái kết quả tốt nhất. Cái cát tinh trong năm 2025 nó cũng khuyến khích những người tuổi Mùi tự tin và mạnh dạn trình bày cái ý tưởng của bản thân. Nói chung ấy, các bạn biết đấy, người biết chủ động trong công việc sẽ được đánh giá cao hơn hẳn những người chỉ biết là chỉ đâu đánh đấy. Cái sự nỗ lực, cái sự chăm chỉ của bản mệnh cũng sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Thực tế, trong quá trình làm việc, các bạn cũng gặp những cái khó khăn như những người khác. Nhưng chính nhờ cái tinh thần không ngại khó, không ngại khổ, nên là những người tuổi Mùi cũng sẽ đạt được những cái thành tích nhất định. Trong khi những người khác đã phải chịu thất bại và bỏ cuộc. Nếu mà có thể giữ vững cái tinh thần quyết tâm như vậy, thì không sớm thì muộn, những người tuổi Mùi cũng sẽ có được những cái vị thế xứng đáng với cái năng lực của mình. Đặc biệt là trong cái năm 2025, những người tuổi Mùi lại được cái cát tinh hỗ trợ. Vậy nên là khả năng cao, các bạn sẽ có cái sự thay đổi về thu nhập, lương thưởng hay là vị trí công việc. Đó đều là những cái phần thưởng xứng đáng cho cái thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của con giáp này. Nhìn chung khá nhiều cái cơ hội phát triển nó bày ra trước mắt. Quan trọng là các bạn có chớp đúng thời cơ và chủ động nắm bắt hay không mà thôi. Tuy nhiên trong thời gian này lại có một vài cái hung tinh nó xuất hiện. Nó cũng là điểm báo có thể xuất hiện cái kẻ tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ mà ném đá giấu tay. Đối phương sẽ tìm cách để mà phá hoại cái công sức mà các bạn bỏ ra bấy lâu nay. Cũng có thể tung ra những cái tin đồn thị phi, phá hoại cái danh dự của những người tuổi Mùi. Các bạn được nhắc nhở là nên thận trọng khi hành sự để không bị sập bẫy kẻ tiểu nhân. Cần phải chú ý cẩn trọng trong công việc cũng như là trong chuyện lời ăn tiếng nói. Tránh để kẻ xấu kia tìm được cái điểm yếu của mình mà khiến cho công sức bỏ ra đổ sông đổ bể hết. Vì vậy trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình quý vị nhé. Thưa quý vị, bên cạnh công việc thuận lợi, mặc dù nó có một vài khó khăn nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến cái vận trình tài lộc của con giáp này.
Ở trong thời gian năm 2025 ấy, thì những người tuổi Mùi cũng được quý nhân hỗ trợ, nên là làm ăn buôn bán thì cũng sẽ có lộc trời ban, hứa hẹn cái doanh thu bất ngờ nó có thể ập đến, đáng để cho những người tuổi Mùi chờ đợi. Thêm nữa, lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ, vậy nên nó cũng báo hiệu cái vận trình tài lộc của những người tuổi này có xu hướng gia tăng. Đấy. Và mọi việc đều cần phải có cái sự nỗ lực và cái sự tính toán chu đáo, chi tiết từng chút một, thì cái tỷ lệ thành công nó cũng sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, cái vận khí nó đang trên cái đà tăng tiến, thích hợp để làm những cái việc quen tay hay là đã có kinh nghiệm, không phù hợp để đẩy mạnh hay là đầu tư ồ ạt nóng vội, thì càng khiến các bạn dễ nhận về những cái cay đắng. Các bạn đừng quên là trong năm 2025 vẫn còn một vài cái hung tinh nó đang hoành hành, không có lợi cho cái việc làm ăn kinh doanh của các bạn, hay là gì, những cái chuyện đầu tư quá lớn, hoặc là những cái công việc mà có độ mạo hiểm hay là rủi ro quá cao. Chỉ cần các bạn tiếp tục công việc, những cái dự án hiện tại thì tiền bạc cũng sẽ vô cùng rủi ro rồi. Những người tuổi Mùi không cần thiết phải liều lĩnh đặt cược hết cái hy vọng của mình. Bên cạnh đó, cái họa tiểu nhân nó vẫn còn ẩn tàng, nó cũng nhắc nhở những người tuổi Mùi cũng cần phải đề cao cảnh giác với những cái mối hợp tác hay là đầu tư mờ ám. Các bạn nên có cái sự tìm hiểu kỹ càng trước khi mà bắt tay vào làm ăn chung với ai đó. Đặc biệt là những người mà chưa từng giao hảo trước đây thì cũng nên cẩn thận. Làm giàu thì cần phải có quá trình bền bỉ phấn đấu và có một cái tầm nhìn xa trông rộng. Các bạn có thể hiểu các mánh khóe trong cái nghề nghiệp của mình, cũng áp dụng để gì thu cái lợi cho bản thân, xong đừng bất chấp tất cả mà làm kiểu lại vướng vào cái họa lao ngục. Với những người làm công ăn lương thì trong năm 2025 năm Bất Tỵ, nói chung là thu nhập chủ yếu đến từ cái nghề tay trái, bản mệnh sẽ có người giới thiệu cho những cái việc làm thêm. Điều này sẽ khiến cho những người tuổi Mùi trở nên bận rộn hơn hẳn, xong bù lại túi tiền của các bạn cũng được rủng rỉnh hơn. Khi mà cái vận khí nó dần dần ổn định rồi, các bạn có lại có thêm nhiều cái cutting nó hỗ trợ nữa, nên là cũng dễ dàng được thăng tiến, thu nhập thì cũng sẽ sớm được cải thiện. Do đó, các bạn hãy cứ xông xáo, đảm nhận nhiều cái trọng trách. Đến lúc phù hợp thì tài lộc cũng sẽ tự nhiên để túi. Ngược lại, mà nhìn thấy khó khăn và thoái chí thì nghèo là cái điều đương nhiên. Đó. Vậy nên để gia tăng thêm sự may mắn cho mình thì các bạn cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Bên cạnh cái công danh sự nghiệp nó phát triển thì cái vận trình tình duyên của những người tuổi Mùi cũng có được cái sự êm ấm hạnh phúc nhất định. Vợ chồng có sự gắn kết và đồng lòng, cha mẹ thì cũng sẽ hòa hợp, gia đạo thì yên vui. Các cặp vợ chồng nếu mà đang mong có con thì có thể tận dụng cái khoảng thời gian lý tưởng này. Bên cạnh đó lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ, nên là cho thấy cái khả năng là đón em bé cũng là cái điều mà dễ hiểu. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì những người độc thân có một vài cái cơ hội gặp gỡ được trong thời gian này. Nói chung ấy, nhờ có lưu niên hỗ trợ, vậy nên là nó cũng sẽ giúp cho quý vị nuôi dưỡng được những cái cảm xúc manh nha, và nó cũng sẽ giúp cho các mối quan hệ trở nên thú vị hơn. Thưa quý vị, duyên phận là do trời định, nhưng mà có đến được với nhau hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào rất nhiều yếu tố. Bên cạnh cái việc các bạn phải mở lòng hơn, thì những người tuổi Mùi cũng nên chú ý đến cái chuyện vun vén cái các mối quan hệ của mình. Đừng có quá quan trọng ai là người chủ động, quý vị nhé. Cái cảm xúc tới thì các bạn hãy cứ thế mà bộc lộ thôi. Các bạn hãy cứ để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên. Càng gượng ép thì càng khó mà có được cái hạnh phúc. Thời điểm này các bạn cũng đừng vì cái áp lực của tuổi tác hay là vì cái sức ép của gia đình mà nhận lời yêu đương hay là kết hôn khi mà không có tình cảm, kẻo sau này phải hối tiếc. Những người có đôi có cặp có thể sẽ cần phải xem xét lại cái mối quan hệ của mình. Nếu mà thực sự tình cảm đã chín mùi rồi thì
quý vị cũng không nên chờ đợi quá lâu nữa. Hãy nhân lúc cái tình yêu nó nồng nàn để đến cái chuyện là hôn nhân quý vị nhé. Thưa quý vị, thì ngoài ra trên phương diện sức khỏe của những người tuổi Mùi trong cái năm 2025 ấy, tuy không gặp phải cái vấn đề nào quá nguy cấp, song những người tuổi Mùi cũng cần phải chú ý chăm sóc điều dưỡng sức khỏe mới có thể đạt được cái thể trạng sung mãn nhất. Các bạn có thể nhân cái lúc mà được quý nhân tương trợ giúp đỡ để mà xây dựng một cái chế độ ăn uống rèn luyện kết hợp với cái ăn ngủ điều độ khoa học. Những cái thói quen tốt này cũng sẽ giúp các bạn đẩy lui mọi cái bệnh tật. Khi đi lại di chuyển trong thời gian này, quý vị cũng cần phải hết sức chú ý kẻo lại vướng vào cái họa huyết quan hoặc là những cái tai nạn bất ngờ nhé. Và để hóa giải những hung tinh mang lại cái may mắn cho mình, thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi quý vị nhé. Đó là con giáp may mắn thứ 2. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 3 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ thì cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Ngọ có một vài cái sự hậu thuẫn của cát tinh, nên là có những cái bước tiến ổ ạt. Vừa được cái quý nhân tương trợ giúp đỡ tam hội, lại vừa được gì thái tuyến che chở, vậy nên có được cái sự ủng hộ đó mà cái năm 2025 ấy cũng là một cái năm mà luôn có quý nhân song hành trên mỗi cái bước đường thành công của các bạn. Mọi việc có cái chiều hướng đi lên. Nhân lúc này các bạn hãy tiến hành những cái việc quan trọng hoặc là những cái dự định mình đã ấp ủ từ trước đó, vì khả năng thành công của các bạn rất là cao. Những cái việc mà các bạn bỏ dở từ thời gian trước đó hay là muốn thực hiện mà chưa có cơ hội thì hầu hết đã đều được có cái dấu hiệu là khởi sắc và phát triển thuận lợi trong cái năm 2025 này. Xua tan đi những cái sự ảm đạm, cái sự lo âu của thời gian trước, khi mà quý vị có đủ cả thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu như mà những người tuổi Ngọ không tận dụng điều bứt phá thì sẽ khó tìm được cái cơ hội nào tốt hơn đấy. Thêm nữa, trong năm thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện giúp cho các bạn có những cái đột phá. Thì quý nhân cũng không phải là ai xa lạ, đối phương có thể là đồng nghiệp, là cấp trên, cũng như là những người bạn cũ. Nhìn chung, những cái cuộc gặp gỡ trao đổi trong cái thời gian này đều có thể đem lại cho các bạn những cái thông tin hữu ích, tạo điều kiện để con giáp này chạm tay đến cái mục tiêu của mình. Nói chung cái năm 2025 ấy cũng cho thấy rõ cái tinh thần làm việc hăng say của những người tuổi Ngọ không còn là cái giai đoạn ngồi chờ việc đến với mình nữa. Các bạn đã chủ động, đã xông xáo hơn hẳn, và những người tuổi Ngọ cũng có cái định hướng rõ ràng hơn trong cái công việc. Nhờ đó mà không còn cảm thấy nhàm chán hay là bế tắc như trước nữa. Tuy vậy, vì cái vận trình trong thời gian trước đó nó không được tốt, nên trong cái tháng này các bạn cũng cần phải cẩn thận hơn. Làm đến đâu thì chắc đến đấy. Việc mình thì mình làm, chớ nên khoe khoang hay là đa to buôn lớn, kẻo lại thu hút tiểu nhân quấy phá. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện cái công việc có thể gặp một vài cái trở ngại, nhưng với cái điều kiện thuận lợi đang sẵn có, các bạn sẽ được giúp đỡ rất là nhiều để vượt qua những khó khăn, không phải lo nghĩ về cái chuyện tiền bạc. Không những vậy, công việc nó hanh thông, vậy nên là tiền bạc của những người tuổi Ngọ cũng sẽ gặp rất nhiều cái may mắn. Tài lộc trong năm 2025 năm Ất Tỵ cũng rất là khả quan. Tiền bạc không còn là cái vấn đề khiến cho các bạn phải bận tâm hay là lo lắng nữa. Có tài tinh nó chiếu mệnh, các nguồn thu thì tăng tiến nhanh chóng. Dù là người làm công ăn lương hay là những người kinh doanh buôn bán thì đều đạt được những cái thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Nói chung cái năm 2025 năm Ất Tỵ thì lương thưởng đều có xu hướng tăng lên. Gia chủ làm bao nhiêu thì được hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thì sẽ thu được những cái thành quả xứng đáng. Những người làm công việc cố định nếu có mong muốn được tăng lương trong cái năm 2025 ấy
thì các bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một danh sách những con số và những cái thành tựu mà mình đã đạt được, cũng như là những cái khoản lợi nhuận đã đem về cho doanh nghiệp, cho công ty. Với cái lý lẽ thuyết phục như vậy thì tỷ lệ thành công cũng sẽ rất là cao. Bên cạnh đó, trong thời gian này những người làm công ăn lương thì có thể mở rộng cái thị trường hoặc mở rộng được cái đối tượng khách hàng. Nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn trước rất là nhiều. Bản thân các bạn đã là những người thông minh, do đó cái việc kiếm tiền nó không bao giờ là quá khó khăn với các bạn. Nếu như mà cơ hội sẵn có đó, thì ngoài ra nhờ có quý nhân tương trợ giúp đỡ hỗ trợ, nên là những người tuổi Ngọ sẽ gặp được những đối tác làm ăn mới và cùng họ xây dựng được cái mối quan hệ hợp tác lâu dài tốt đẹp với cái uy sẵn có của mình. Thưa quý vị, nói chung cái vận khí nó tăng vọt ngay từ những cái ngày đầu năm, nên những người tuổi Ngọ cần phải chớp lấy cái thời cơ để lên kế hoạch chi tiết cho cái việc kinh doanh, áp dụng các biện pháp marketing quảng bá thương hiệu đấy, thì chắc chắn các bạn cũng sẽ thu được những lợi nhuận nhất định. Và để hóa giải những không tinh mang lại cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì cái vận trình tình duyên của những người tuổi Ngọ trong cái năm 2025 năm Bất Tỵ cũng được khởi sắc nhất định do được cát tinh nó chiếu mệnh. Nói chung những cái cát tinh này nó cũng sẽ mang đến cho những người tuổi Ngọ nhiều cái cơ hội để làm mới được cái cuộc sống tình cảm của bản thân. Những người độc thân thì có nhiều cái tin vui hơn cả. Đây cũng là một cái thời điểm mà đào hoa nó vượng, là cái cơ hội tốt cho những ai mà vừa trải qua một cái mối tình có kết quả không mới được tốt đẹp. Thì các bạn có thể bước ra khỏi cái vùng tối một lần nữa và thắp lại cái ngọn lửa tình yêu trong lòng của mình. Các bạn hãy mở rộng trái tim đón nhận những cái điều mới mẻ. Cuộc sống của các bạn khi đó mới thực sự có ý nghĩa. Nếu mà đã sẵn có người trong mộng rồi thì cái vận khí nó cũng đang ủng hộ các bạn sớm bày tỏ tình cảm chân thành của mình với đối phương các bạn nhé. Chỉ cần các bạn chủ động nắm bắt đến cái cơ hội thì các bạn cũng có thể thúc đẩy được cái vận trình nhân duyên, không khó để tìm được những người tâm đầu ý hợp. Bên cạnh đó, trong thời gian này với các cặp đôi, với các cặp vợ chồng thì nhìn chung gia đạo thì yên ổn, vợ chồng thì hài hòa, con cái thì hòa hợp. Những cái mâu thuẫn trước đó cũng đã được giải quyết và mối quan hệ nó thêm phần khăng khít nhờ cái sự quan tâm chăm sóc chu đáo của bản thân đối với đối phương. Trong thời gian này thì sức khỏe của những người tuổi Ngọ nói chung cũng khá là bình ổn, tuy không có nhiều cái biến động nhưng mà các bạn vẫn nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ cái tinh thần lạc quan thì mới có thể là không có bệnh tật nào nó tìm đến. Dù là một năm thuận lợi về mọi mặt nhưng các bạn cũng sẽ có rất nhiều cái việc để mà làm. Cái cảm giác bận rộn là không thể tránh khỏi. Càng những cái lúc như vậy thì các bạn càng phải chăm sóc sức khỏe bản thân của mình đầy đủ hơn. Công việc bận rộn thì cũng càng phải có cái nền tảng cơ thể, thể chất khỏe mạnh thì mới đáp ứng được cái cường độ làm việc. Nói chung ấy, còn một khi mà đổ bệnh rồi thì dù các bạn có mà ôm tham vọng lớn lao đến đâu đi chăng nữa thì cũng phí sức mà thôi. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ 3. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong năm 2025 năm Bất Tỵ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.